Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 18 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất nhà bác học Lê Quý Đôn. Ứng dụng khoa học công nghệ để tăng giá trị sản phẩm. Tiền Hải biến sức dân thành nội lực lớn để tạo ra những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã bế mạc. Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tóm tắt, tiếp thu và giải trình ý kiến của Trung ương thảo luận ở tổ về đề cương báo cáo chính trị, đề cương báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, trình bày dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị sau hội nghị này cần nghiêm túc quán triệt nghị quyết của Trung ương, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội để trình hội nghị Trung ương 11 xem xét, quyết định vào cuối năm nay. Chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nhân kỷ niệm 235 năm ngày mất của nhà bác học Lê Quý Đôn, sáng nay đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tại khu di tích lịch sử văn hóa nhà bác học Lê Quý Đôn ở xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Hưng Hà. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hưng Hà đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn. Nhà bác học Lê Quý Đôn, nguyên tên là Lê Danh Phương, tự là Doãn Hậu, hiệu là Quế Đường, sinh ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ, tức ngày 2 tháng 8 năm 1726 ở làng Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay là thôn Đồng Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Thuở nhỏ, nhà bác học Lê Quý Đôn đã nổi tiếng là thần đồng. Năm 1739, theo cha lên kinh đô theo học thầy là tiến sĩ Lê Hữu Kiều. Năm 18 tuổi, thi hương đậu giải nguyên, sau ở nhà dạy học và làm sách. Năm 1784, được thăng Thượng Thư Bộ Công, tước Nghĩa Phái Hầu. Sự nghiệp sáng tác của Lê Quý Đôn rất đồ sộ. Ông đã làm khoảng 40 đầu sách các loại, bao gồm hầu hết các tri thức đương đại như lịch sử, thơ văn, triết học, chú giải kinh điển, tổng loại, là kho tàng quý của nền học thuật Việt Nam. Khu di tích lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn tại xã Độc Lập, huyện Hưng Hà bao gồm 3 công trình là từ đường, lăng Lê Trọng Thứ, khu hồ Lê Quý đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích quốc gia năm 1986. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra của Trung ương và của tỉnh Thái Bình, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản từ năm 2015 đến năm 2018 tại huyện Quỳnh Phụ. Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo công khai các kết luận thanh tra kiểm tra của Trung ương và của tỉnh, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản tới các tổ chức cá nhân. Các kết luận thanh tra kiểm tra và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước được tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan cá nhân trong việc thực hiện các kết luận kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra kiểm tra, kiểm toán, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra, kiểm toán nhà nước, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những khuyết điểm vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện để có biện pháp chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tiền Hải. Làm việc với ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiền Hải và Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của huyện Tiền Hải trong việc chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi đến người nghèo và các đối tượng chính sách. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2019, tổng dư nợ cho vay đạt gần 422 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,21% tổng dư nợ cho vay. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gợi mở những giải pháp trong thời gian tới. Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tiền Hải tăng cường hơn nữa mối quan hệ với cấp ủy chính quyền địa phương và công tác tuyên truyền trong cho vay tín dụng chính sách. Đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, kịp thời cập nhật các cơ chế chính sách mới về tín dụng chính sách. Huyện Tiền Hải quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Hôm nay ngày 18 tháng 5, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhìn lại việc ứng dụng khoa học tại Thái Bình đã giúp nâng cao năng suất lao động và việc áp dụng khoa học công nghệ đẩy mạnh tự động hóa đang là xu thế tất yếu được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để nâng cao hiệu quả sản xuất. Nắm bắt xu thế này, thời gian qua, doanh nghiệp tư nhân Điện cơ Thiên Thuận, huyện Thái Thụy đổi mới dây chuyền, sản xuất ra những dòng sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp đang sản xuất các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy bơm nước, máy thái bèo và máy tẽ ngô, máy tách lạc. Để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp đã đổi mới dây chuyền sản xuất, đầu tư 4 cánh tay robot trị giá hơn 3 tỷ đồng và tự nghiên cứu sản xuất bộ cá cánh tay robot phù hợp với từng loại sản phẩm. Mỗi robot có thể làm việc với năng suất tương đương 10 lao động. Việc áp dụng máy móc hiện đại tự động hóa sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí nhân lực, hạ giá thành sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tăng năng suất, tăng giá trị sản phẩm là đích đến mà bất cứ người sản xuất nào cũng hướng tới. Muốn như vậy không gì khác phải là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhận thức được điều này, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp tiên phong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp và gặt hái nhiều thành công. Mặc dù đang là giữa tháng 5, thế nhưng hơn 3 hectare ớt của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Toan Vân lúc nào cũng chĩu quả. Để ớt ra trái vụ mà lại đạt năng suất cao, chất lượng tốt, ngay từ khâu chọn giống đến chăm sóc, công ty Toan Vân luôn ứng dụng khoa học công nghệ. Đặc biệt là cái lúc mà làm hạt giống thì là chúng tôi phải làm hạt giống ở trong bầu và đặt ở trong cái khu nhà kính. Nhưng chúng tôi cũng có cái nhật ký đồng ruộng để chúng tôi theo dõi từng ngày, từng độ ẩm, nhiệt độ của từng ngày này, lượng mưa, độ ẩm, cũng như là cái tình trạng của từng khu vực trồng ớt một. Nhờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình khoa học công nghệ mà sản phẩm ớt của công ty Toan Vân luôn có chất lượng tốt, giá thành cao và được thị trường nước ngoài ưa chuộng. Từ thành công này, công ty tiếp tục đầu tư nhiều công nghệ sản xuất hiện đại để mở rộng sản xuất với nhiều cây trồng mới. Cuối tháng này là chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng xong cái hệ thống nhà kính và trang bị đầy đủ các cái hệ thống nông nghiệp công nghệ cao ở trong hệ nhà kính, ví dụ như hệ thống cắt nắng tự động, rồi là hệ thống kiểm soát nước tưới bằng điện thoại kết hợp với lại phần mềm. Còn với doanh nghiệp Thu Dân, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp anh Nguyễn Đức Dân nuôi cấy thành công hàng ngàn phôi nấm đông trùng hạ thảo trong một thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Công nghệ bây giờ chúng ta nhân lực rất là rộng và rất là nhiều, thì cái điều kiện để chúng ta thu lại nhập kinh tế nó rất là lớn. Thực tế là để nuôi trùng được, để thành đông trùng thì có một cái điều kiện rất là khắc nghiệt, đó là vệ sinh an toàn thực phẩm là đầu tiên. Thứ hai là ta được nuôi trồng trong một cái phòng đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm. Trong thời gian tới, những cái mô hình này chúng tôi có thể là quảng bá những cái mô hình tới nhiều nơi và tìm được những cái công ty, những cái gia đình mà có điều kiện ứng dụng để nhân rộng mô hình này. Đó là những mô hình điểm trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở Thái Bình hiện nay. Thành công của những mô hình trên đã cho thấy chỉ có thể ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến mới đưa ra được sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong
Trong những ngày này ở Thái Bình có rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Tiền Hải, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Bác Hồ, xã Nam Cường. Khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải đã ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương Tiền Hải ngày càng vững mạnh, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Tiền Hải trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019. Cũng từ nhiều ngày qua, đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đã đến dâng hương cho người tại đền thờ Bác Hồ, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Ngoài các đoàn đại biểu của tỉnh, các sở, ban ngành, các trường học trong tỉnh đã lần lượt dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những ngày này, đông đảo du khách và nhân dân trong và ngoài tỉnh cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ người. Trong không khí thành kính trang nghiêm, cán bộ, nhân dân đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Các hoạt động đã đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nhân dân địa phương cũng như của du khách khi đến Thái Bình. Đền thờ Bác Hồ mở cửa vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần để đón tiếp khách và các đoàn đến dâng hương. Thưa quý vị và các bạn, lấy dân làm gốc để rồi từ đó luôn lắng nghe điều chỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn, tạo được mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Đây chính là bài học vô cùng quý báu trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng đang được huyện Tiền Hải triển khai. Địa phương này đã biến sức dân thành nội lực lớn để tạo ra những thành quả trong phát triển kinh tế xã hội. Dễ 10 lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Con đường nội đồng ở xã Đông Hải, huyện Tiền Hải là minh chứng rõ nhất cho sức dân. Lòng dân đoàn kết, tự nguyện đóng góp, tự nguyện tham gia xây dựng. Từ con đường đất đi lại khó khăn, nay nó đã được cứng hóa, tạo rất nhiều thuận lợi cho sản xuất. Bà con nhân dân trong xã đã đóng góp để xây dựng được khoảng 2,5 km đường bê tông nội đồng. Nhân dân thấy được hưởng cái lợi ích ngay trực tiếp từng vụ sản xuất thì nhân dân rất là yên tâm phấn khởi. Nền tảng trong công cuộc đổi mới ở huyện Tiền Hải đó chính là dựa vào dân, tin vào lực lượng trí tuệ của nhân dân. Vì vậy phải luôn quan tâm, chú ý đến việc chăm lo cho cuộc sống vật chất tinh thần của nhân dân. Và những người đảng viên luôn là những người đi đầu gương mẫu thực hiện đúng tinh thần, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với người đứng đầu và theo cái phương châm là trên trước, dưới sau. Và những cái kết quả giải quyết những cái việc tồn đọng, giải quyết những cái việc kiến nghị của nhân dân thì vấn đề này thì làm cho mang lại niềm tin cho nhân dân và nhân dân là ủng hộ rất cao. Niềm tin được củng cố, uy tín của Đảng đối với các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Mọi chủ trương chính sách mà huyện Tiền Hải triển khai đều đón nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân. Đến tháng 1 năm 2019, huyện Tiền Hải đã có 34 trên 34 xã về đích nông thôn mới, có 2 xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm nay. Chúng tôi đã hoàn thiện 19 trên 19 tiêu chí và được Ủy ban nhân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Và so với kế hoạch thì chúng tôi đã về đích trước thời hạn là gần 2 năm. Bà con nhân dân thì cũng nhất trí và đồng lòng cùng Đảng bộ để phát triển kinh tế. Dân là gốc của mọi vấn đề, dân cũng chính là nội lực để phát triển. Huyện Tiền Hải đang biến nội lực thành sức mạnh để phấn đấu mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 12% trở lên. Lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Hồ Chí Minh và huyện Tiền Hải đã bám sát tư tưởng này của người để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến hết ngày mai 19 tháng 5. Tại thành phố Thái Bình đã ghi nhận nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 43 độ C. Phản ánh của phóng viên Tố Uyên về nhiệt độ vào thời điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 15 giờ và như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy rằng là ở đây thì lượng người tham gia giao thông rất là ít và ai mà bắt buộc phải tham gia giao thông vào cái thời tiết này thì đều phải chuẩn bị cho mình những cái trang phục vật dụng
để có thể che nắng, và tôi thì cũng như thế. Nhiệt độ mà lúc này tôi đo được ở đây là 43 độ C. Với cái khung nhiệt độ như thế này thì các chuyên gia sức khỏe cảnh báo là dễ gây nên tình trạng say nắng và mất nước. Nếu bắt buộc phải di chuyển ngoài trời thì cần trang bị cho mình và người thân những vật dụng cần thiết để chống nắng. Ngoài ra, quý vị và các bạn cần lưu ý để đảm bảo sức khỏe, uống nước thường xuyên để tránh mất nước, vận động hợp lý, để nhiệt độ phòng phù hợp từ 25 đến 28 độ C. Người trên 65 tuổi và trẻ sơ sinh không nên ra ngoài trong thời tiết nắng nóng. Nếu người già có những triệu chứng như chuột rút, đau đầu, buồn nôn, cần gọi sự giúp đỡ ngay. Đây là dịp học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè và thời điểm cuối tuần nên các hoạt động vui chơi và du lịch diễn ra nhiều hơn. Theo khuyến cáo của các chuyên gia về sức khỏe thì nên hạn chế di chuyển vào lúc nắng nóng cao độ. Nắng nóng trên diện rộng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao dẫn đến nguy cơ quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định hệ thống điện. Do đó, mỗi gia đình, đơn vị, doanh nghiệp cần có ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thái Bình đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa nắng nóng, hầu như gia đình nào cũng tiêu tốn điện cho thiết bị điện làm mát. Để tránh nguy cơ chập cháy quá tải và thiếu điện cục bộ, mỗi người dân khi sử dụng điện cần có ý thức tiết kiệm, chỉ sử dụng các thiết bị điện khi thực sự cần thiết, thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị làm mát và đường điện trong nhà để bảo đảm an toàn. Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 25 độ C trở lên. Trong giai đoạn nắng nóng, mỗi người dân sử dụng điện tiết kiệm không chỉ phục vụ lợi ích bản thân mà còn vì lợi ích, sự an toàn của cả quốc gia và cộng đồng. Ngày hôm qua 17 tháng 5 năm 2019, mức tiêu thụ điện toàn hệ thống lại đạt kỷ lục mới với công suất đỉnh đầu nguồn toàn hệ thống lên tới 35.912 MW và lượng điện tăng tiêu thụ đầu nguồn lên đến 755 triệu kWh. Vì vậy, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trở thành vấn đề cần được quan tâm vào thời điểm hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đang tái diễn tại nhiều địa phương của huyện Hưng Hà. Đây là hình ảnh tại cổng chợ Hưng Hà thuộc khu nhân cầu 2, thị trấn Hưng Hà. Không chỉ lấn chiếm vỉa hè để đặt biển quảng cáo, bày hàng hóa và làm nơi kinh doanh, trao đổi hàng hóa, nhiều hộ kinh doanh còn biến đoạn vỉa hè mới được xây dựng ven sông này thành nơi kinh doanh như thế này. Người đi bộ muốn di chuyển thì chỉ còn cách đi xuống lòng đường. Nhiều người bán hàng còn ngang nhiên bày bán hàng ngay dưới lòng đường. Mặc dù công an huyện và các ngành chức năng ở đây đã tuyên truyền nhắc nhở nhiều lần, nhưng cứ khi vắng mặt các lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có hướng xử lý triệt để. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô trên đường Nguyễn Đình Chính, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Vụ tai nạn tuy không có thiệt hại về người nhưng điều đang nói đây là hậu quả của hành vi giành đường vượt ẩu ngay trên cầu. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe ô tô mang biển kiểm soát 30A25707 đang lưu thông trên cầu Nguyễn Đình Chính và đã có tín hiệu rẽ phải. Nhưng xe tải mang biển kiểm soát 17K3016 đi cùng chiều đã cố vượt lên và rẽ phải ngay trước xe ô tô du lịch. Hậu quả của vụ va chạm khiến xe ô tô du lịch bị bong chóc phần đầu xe. Do xe tải đã chiếm gần hết phần đường bên trái nên vụ va chạm đã gây ách tắc một thời gian tại điểm nút giao thông có khá đông phương tiện qua lại. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.